cay không? Không. Cay là ta lại biết được số người coi không ra. Biết. Có một anh vô coi rồi, thấy rồi. Anh diễn làm cho tôi xa. Lần đầu tiên livestream biết nói gì. Biết ai coi, có một mình đang coi. Giờ này mọi người như thế nào? Có vui không? Người coi à, nhưng thấy một người đã tham gia thôi chứ không hết. Giờ này 8 giờ rồi, ai đó. Hôm nay là thứ 6, mình đi làm về trễ. Giờ mấy anh để tham gia. Không, không, không.
dưa chanh á. Vậy là có hai người tham gia, đó một người xem, chị hơi gia không nữa. Xin dạy. Cảm ơn Minh Thư Trần nha. Minh Diệp đang nghiền răng. Sắp thành hot girl rồi. Minh Thư Trần có đi làm không? Thế rồi giờ còn à, nó sẽ hiện mắt xem nha, nó sẽ hiện mắt xem, mình sẽ thấy những chân vụ tham gia. Này sao rồi? Nay đi học không? Video là tham gia. Hello. Bất ổn hả? Cố lên. Mida. Mida với ai? À, mới học xong. Chị mới đi làm về lúc 7 giờ nên là giờ mới ăn. Buổi chiều. Chị đang đi ăn với Khánh này Vũ. Tiên livestream nên cũng không biết nói gì lắm. Hồi nãy giờ không ai coi. Có một người xem, hình như là người Vương. Siri ăn cùng em gì đúng không? Thấy đăng story. Siri ăn đúng rồi. Em mới dạy xong. Ủa vậy hả? Em dạy lớp mấy? Em có đi chuẩn bị đi học được lộ. Lát em đang ok. Học được lộ nó có chẳng mà hơn. Số lẻ hơn, ăn cái gì nó sẽ xui á. Số lẻ sao?
12. Học trò em đang nghe livestream nè. Giờ nhanh ghê á, tự nhiên thấy mấy đứa học lớp 12 thua tuổi mình. Ngày 12 là cũng cực à. Chị thấy Trang mặc cái áo trắng hai dây á, đẹp á. Đúng rồi, Úc thấy đẹp. Ăn mì đi làm về trễ chiều mới ăn. Trang kêu so cute, ăn ngon vậy. Ăn với gì Úc nè. Hello Trang. Hôm nay Trang đi chơi đúng không? Hôm nay thôi bị xin. Trang này đi chơi, bye bye. Bye bye. Bye bye, cũ thôi. Đi chơi đâu rồi Trang? Có coi livestream gì không? Rồi gì tắt la nha. Sao vậy?